giống như cơ thể chúng ta vậy đó, có những đường mạch máu, thì cây gỗ nó cũng vậy, có những cái thớ gỗ bên trong, những cái đường bên trong mà chỉ thiên nhiên mới có, nhân tạo không bao giờ có được. Cho nên tất cả trầm Kỳ Lân chọn là trầm núi rừng thiên nhiên nguyên, không ghép, trầm không tẩm, trầm đẳng cấp, trầm tuyển chọn. Còn nếu như dầu mà nó tràn lan trên bề mặt, chứng tỏ là có tẩm dầu. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân sẽ đưa quý khách đến với một clip mà về trầm. Trầm, đây là những cái trầm một cốc nhỏ thôi Kỳ Lân sưu tầm. Hôm sau Kỳ Lân sẽ mời quý khách theo chân Kỳ Lân lên trên phòng của Kỳ Lân, phòng đặc biệt. Rất nhiều trầm sưu tầm đẹp, trầm cảnh, trầm đốt, trầm song và trầm đeo. Đây là những cái trầm núi rừng thiên nhiên. Thì như quý khách đã biết là Kỳ Lân là đơn vị chuyên về đồ đẳng cấp đỉnh cao. Tất cả các đồ đều là đồ tuyển chọn và cao cấp. Từ vê tu, từ đồ da, từ nữ trang, từ kim cương, từ tất cả mọi cái về sản phẩm luxury Kỳ Lân. Vì vậy trầm cũng là một trong những ngành sản phẩm mà Kỳ Lân đang giao lưu với khách hàng. Cho nên tất cả trầm Kỳ Lân chọn là trầm núi rừng thiên nhiên nguyên, không ghép, trầm không tẩm, trầm đẳng cấp, trầm tuyển chọn. Camera đi sát vào anh giùm anh. Tại vì đang lỡ quay rồi nên là Kỳ Lân nhờ nhân viên đem thêm mấy món nữa. Và còn nhiều món kỳ hổ Kỳ Nam nữa, nhưng mà Kỳ Lân muốn quay xong một clip này trước. Và clip kia sẽ hẹn với khách vào dịp sắp tới đây thôi. Vì vậy Kỳ Lân mong muốn là quý khách hãy subscribe kênh YouTube này, cũng như like thời gian bên này để cập nhật những video hấp dẫn đó nha. Trầm đeo tai, tất cả là thiên nhiên. Và những miếng kỳ hổ chút xíu nè. Kỳ hổ nó khác với trầm là đường nó là đường sọc ngang. Lên nu luôn nè, trầm lên nu nè. Những cái này là những cái siêu phẩm đó. Dạng thiền, đặc biệt là cây này, cây là nguyên cây. Nguyên cây thiên nhiên. Đây là cái gốc, phần gốc của nó nè. Và được xử lý như thế này, bằng gốc, và được làm kiểu như thế này. Trầm núi rừng rất đẹp, rất nhiều trầm cảnh tại showroom của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân sẽ phân tích cho sự khác biệt trầm sưu tầm trầm núi rừng của Kỳ Lân Luxury. Đầu tiên là mình chơi những kỳ trầm nu này trước nha. Giống như cơ thể chúng ta vậy đó, có những đường mạch máu, thì cây gỗ nó cũng vậy, có những cái thớ gỗ bên trong, những cái đường bên trong mà chỉ thiên nhiên mới có, nhân tạo không bao giờ có được. Và mình thấy những cái tia dầu, nó cũng giống gọi là tia dầu, giống như tia mạch máu của con người mình vậy, thì nó sẽ đi theo chiều nào mình sẽ để ý nha. Và dầu nó sẽ nằm len lỏi trong những cái tia đó. Còn nếu như dầu mà nó tràn lan trên bề mặt, chứng tỏ là có tẩm dầu. Hoặc nếu như dầu nó bị cháy ở trên bề mặt, chứng tỏ cũng có xử lý dầu. Nói chung là chuyên sâu vô thì nhiều cách để coi lắm. Nhưng mà đến với showroom Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ có những cái máy móc chuyên dụng để mà phục vụ điều đó cho quý khách, để tận mắt và tự mình kiểm tra, kiểm định chất lượng. Đây, camera sát vào màn hình giùm anh. Đây là những cái tia dầu nè. Rồi, tiếp tục một cái khác. Nó ăn sâu vào trong thớ thịt của gỗ. Đó, những tia dầu. Những tia dầu mà chỉ có thiên nhiên nó mới có như vậy. Và nó ăn sâu vào bên trong thớ thịt. Rồi, Kỳ Lân sẽ đốt xong. Thì lúc trước thì Kỳ Lân đã có những cái clip hướng dẫn về cách chơi mới của mình. Đó là đốt xong trầm trong. Rất tiếc là hôm nay cúp Kỳ Lân đã để trên lầu, trên phòng đặc biệt của Kỳ Lân rồi. Cho nên là không có đem xuống để mà phục vụ trong clip này được.
Nhưng hy vọng là quý khách sẽ lục lại clip cũ trong kênh YouTube của Kỳ Lân, cũng như trên fanpage Kỳ Lân đã có, hoặc trên website hình như cũng có đó. Đặc biệt là trong kênh YouTube, quý khách sẽ lục lại và đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân đi, cũng như là theo dõi fanpage Kỳ Lân đi, sẽ có nhiều clip thú vị lắm, rất là hay, độc đáo sắp tới. Chuyển qua phần đốt song trầm bằng cách đặc biệt của Kỳ Lân cho cách xem nha. Ok, bây giờ Kỳ Lân sẽ thực hiện thử cách xem song trầm phong thủy như thế nào. Và rất nhiều những người thành đạt, nói chung là tất cả, hầu như Kỳ Lân thấy những người thành đạt và rất mê trầm và thích trầm. Bản thân Kỳ Lân cũng rất thích trầm, và khi Kỳ Lân ngửi được cái mùi trầm nó tạo cho mình cái sự thanh tịnh và nhẹ nhàng, nó trừ được tà khí và nó đem những cái điều thuận lợi tích cực rất là tốt. Và bây giờ để không mất thời gian của khách nữa, Kỳ Lân tiến hành đây là cái cúp, và Kỳ Lân sẽ đổ cái này vào. Quý khách biết để làm chi không ạ? Thêm một tí nữa nha. Ok, khi để vào để cho nó không bị nóng và nó giữ được nhiệt cho than. Rồi, ok, tiếp tục. Đây là một cái gì vậy? Quý khách comment đây là cái gì giùm em. Trước khi Kỳ Lân bỏ vào thì Kỳ Lân sẽ làm một cái lỗ cho nó gọi là thoáng khí. Khi mà mình chơi trầm á, mình thưởng thức trầm á, thì kèm với nước trà và nghe nhạc thiền, nhạc tịnh, con người mình nó vô, nó cảm nhẹ nhàng lắm. Khi mà một cái không gian nó tuyệt vời như vậy mà mình được trải nghiệm thì thích thú lắm. Ví dụ như một ngày làm việc mệt mỏi, rất mệt mỏi, mà khi đi về phòng trầm của mình, nghe mùi trầm thơm, nghe nhạc nó nhẹ và có không khí, đặc biệt là có mùi, nó tạo cho mình sự thanh tịnh vô cùng và mình tĩnh tâm lại được rất nhiều cái. Và nó cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều điều may mắn. Cho nên là không phải tự nhiên mà những người thành đạt, những vua chúa mà chọn trầm để mà xong đâu. Và khi than bắt đầu cháy rồi thì mình bỏ trầm lên. Đây là những trầm thiên nhiên. Trầm thiên nhiên thì có rất nhiều giá, rất nhiều phân khúc. Càng nhiều dầu, dầu càng đen. Và trầm chìm, chìm nghĩa là bỏ vào nước nó sẽ chìm á, thì giá sẽ rất là mắc. Đó, vừa để vào thôi là nghe mùi thơm, rất là thơm. Đây cũng thuộc xem là một thú chơi xa xỉ, nhưng không phải là xa xỉ không mà nó đem lại phong thủy. Khi một gian hàng làm việc, một nhà, một khi nhà chúng ta ở, khi nơi làm việc mà chúng ta xông trầm thì một người khác bước vào, người ta cũng thấy thanh tịnh lắm và rất là dễ chịu. Và đặc biệt mùi trầm nó bám vào áo quần á, nó tạo mùi thơm lâu lắm. Thậm chí ví dụ như Kỳ Lân đang xông đây đúng không, thì cái khói của trầm nó sẽ bám vào người của mình, và Kỳ Lân đi đâu là người khác cũng nghe mùi, thậm chí về tắm luôn, tắm xong vẫn nghe mùi trầm. Đặc biệt như vậy, đó là phải trầm thiên nhiên đó, phải như thế. Thì trầm Kỳ Lân chọn là trầm phân khúc cao cấp, tất cả trầm, tại vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về những đồ luxury cao cấp, cho nên tất cả những gì liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ của mình thì Kỳ Lân chọn phân khúc cao cấp và siêu cao cấp hết. Trầm cũng vậy, trầm Kỳ Lân chọn là phân khúc cao và giàu nhiều, đem lại những gì tốt đẹp nhất cho mình khi chơi trầm. Bởi vì mình đã chơi phong thủy rồi thì mình phải chơi cho nó chuẩn thì hiệu quả nó sẽ tối đa. Thì thật sự nói về phong thủy tâm linh thì có nhiều điều mà trong cuộc sống này không ai lý giải được, rất nhiều vấn đề không lý giải được. Nhưng không phải tự nhiên mà ông bà chúng ta từ thời vua chúa đã bắt đầu sử dụng trầm, từ đốt trầm, xăm trầm và đeo dây trầm, nó đem lại những điều tích cực phong thủy tốt và nó trừ tà khí. Vì vậy khi mà Kỳ Lân đã bắt đầu chơi trầm, Kỳ Lân đã cảm nhận được rõ rệt điều đó. Lúc mới chơi thì mình cũng như bao nhiêu người khác thôi, cũng của chú trầm nó bình thường, nhưng mà tại sao
bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu từ đời ông bà vua chúa đã sử dụng rồi, thì kỹ năng dùng thử như thế nào. Thì lúc đầu dùng thì nó chưa có gì làm khác biệt hết, nhưng mà dần dần trong một quá trình mình dùng, mình thấy có sự khác biệt rõ rệt, và đó là niềm tin của mình. Và chắc chắn rất nhiều khách hàng và nhiều quý khách đang tin hơn kỹ năng nữa, nhưng mà đây là kỹ năng thực nghiệm bằng chính bản thân mình, và kỹ năng tin tưởng tuyệt đối vào cái điều này. Vâng, clip đến đây đã kết thúc, và có nhiều clip về trầm hấp dẫn sắp tới nữa. Và không phải là clip trầm không, mà tất cả những gì liên quan đến sản phẩm đẳng cấp luxury, đẳng cấp đỉnh cao của Kỳ Lăng thì sẽ được trình làng sắp tới. Vì vậy Kỳ Lăng mong muốn rằng tất cả quý khách hãy ủng hộ bằng cách subscribe kênh YouTube này, cũng như like theo dõi fanpage này để mà cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất. Còn quý khách nào muốn thông tin chi tiết về sản phẩm thì có thể gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng, cũng như là kết nối qua Zalo của Kỳ Lăng là 0901 247 247, hoặc truy cập website kylangluxury.com để theo dõi tham khảo nhiều mẫu. Kỳ Lăng một lần nữa chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, và cảm ơn, chân thành cảm ơn đến tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip này. Kỳ Lăng xin trân trọng kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.